thưa quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều tháng cơ quan công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khuất tất lâu nay cũng đã được khui ra ánh sáng, trong đó có lá đơn của tên Nam Sanh Hải Hoài Linh được nhiều người dân và cộng đồng mạng quan tâm chú ý, cho thấy sự vô liêm sỉ khác xa hình tượng giảng dạy mà tên Nam Sanh Hải này xây dựng xin nhắc lại dựa vào thông tin báo chí đăng tải thì nguyên nhân khiến bà Phương Hằng bị truy tố vào tội 331 chính là do lá đơn của ba cá nhân đó là của tên Nam Xanh Hải Hoài Linh, à ca sĩ Đẻ Mướn Vi Oanh và à nhà báo Hết Thời Hèn ni Trong bản tin ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi suy xét lại bản chất của lá đơn tên Nam Xanh Hải Hoài Linh vì thông qua lá đơn này theo chúng tôi nghĩ tên Nam Xanh Hải Hoài Linh đã tự mình tiếp tục thêm một nhát khiến hình ảnh của chính mình sụp đổ và chính thức lột bỏ lớp mặt nạ giảng dạy đạo đức mà ông xây dựng hàng chục năm qua. Nên nhớ chính Hoài Linh đồng lõa với tên thần y lừa biệt võ Hoàng Yên và cùng chính Hoài Linh ngâm tiền từ thiện gần 7 tháng với số tiền sấp xỉ 14 tỷ đồng và cùng chính y đã thú nhận trong buổi livestream rằng tôi sai trong việc chậm giải ngân tiền. Có cả clip về việc giải trình để biện minh cho sự chậm trễ trong công việc từ thiện của tên nam danh hài Hoài Linh này. Nhưng sau đó tại sao y lại đâm đơn kiện, nói rằng hắn bị vu khống? Hai, mà cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng tin và đồng lõa. Vậy cơ quan chức năng đều là cơ quan hài, tất cả chỉ là một tập đoàn hài khước sao? thưa quý vị sau khi hai tin bà phương hằng bị truy tố thì một số tờ báo đã lên bài viết về các nghệ sĩ liên quan trong drama này trong đó có một bài báo nội dung bài báo này đã được chúng tôi mổ xẻ phân tích trong các bản tin trước cho rằng vì bà nguyễn phương hằng nên tên nam danh hải hoài linh giờ đây mới bị khán giả mỉa mai tẩy chay trên mọi phương diện tuy nhiên cái nghiệp mà tên nam danh hải hoài linh này đang phải lãnh có phải là do bà phương hằng hay không xin khẳng định với quý vị là không phải vì nếu tên Nam Danh Hải Hoài Linh làm đúng thì dù có cả 1.000 người như siêu Nguyễn Phương Hằng cũng không làm gì được y và cũng không có ai có thể làm lung lay được trái tim của hàng triệu người dân từng mến mộ tên Nam Danh Hải Hoài Linh này. Giờ các nghiệp mà ông đang lãnh là do chính ông gây ra tên Nam Danh Hải Hoài Linh đúng 100% nếu mục đích ban đầu của hắn là thể hiện cho dư luận thấy ông ta làm từ thiện. Nhưng qua câu chuyện này, đến đứa con nít cũng nhận ra rằng tấm mặt nạ đã rời khỏi cái vỏ ngụy tạo kia thông qua vụ án sau kê quỹ từ thiện của tên năm danh Hải Hoài Linh. Bắt đầu bằng tuyên bố đau lòng trước thảm cảnh của đồng bào miền Trung, nhưng tiếp diễn với 6 tháng ăn trắng mặt trần chạy sâu quảng cáo làm giàu và tận hưởng cuộc sống thần thánh trong cái hang ổ đồng bóng mà ông ta tự gọi là nhà thờ tổ. Cuối cùng mọi thứ kết thúc bởi 15 tỷ cứu trợ lũ lụt, người dân giữa chào lửa miền Trung, thật là một thằng hề lỗ bịch. Thậm chí khi hình dung lại cái nụ cười khinh khỉnh trong clip thì chỉ thấy dần hiện lên một sự ghê tởm làm người ta ói mửa. Người dân tẩy chay đã là quá nhẹ tay với hấn thắn ta rồi. Cá nhân chúng tôi từ trước đến giờ luôn cổ vũ mọi cá nhân, tổ chức vừa làm từ thiện vừa mạnh mẽ PR vì miền sau người nghèo được hưởng lợi thì các anh chị được tiếng thâm lây cũng tốt quá còn gì. Nhưng đối với tên nam danh Hải Hoài Linh thì khác, Mục đích cuối cùng ít nhất là trong vùng áp xe 14 tỷ. Thực sự, đến giờ này chúng tôi và tất cả người dân cũng không biết con số chính xác rút cuộc là bao nhiêu. Con số 14 tỷ trên là con số để đối phó dư luận và bảo vệ thanh danh của bản thân ông ta mà thôi. Thật là một nỗi đau cho đồng bào miền Trung, tên Nam danh Hải Khải Linh, vì tiền mà hắn đã giải ngân xong nhà cửa quần áo mỉ gói tất nhiên, đã được quên đi như mục đích cứu trợ vùng lũ ban đầu Tất nhiên ông chưa đạt được, thế nên mời ông ngồi lên cái bàn thờ tổ của ông để người dân cúng cho ông vì tấm lòng từ bi hỷ xả của ông. Hẳn là thánh sóng, ông mới có khả năng chịu đau bền bỉ và lâu dài. Như vậy, làm từ thiện chưa bao giờ là xấu kể cả tận dụng việc làm từ thiện để PR cho bản thân cũng chẳng có vấn đề gì. Chúng ta nói là tận dụng chứ không phải là lợi dụng như tên năm danh Hải Hoài Linh này. Nhưng làm gì thì làm, thành tâm có thể không cần, vì đòi hỏi này quá cao, nhưng ít nhất phải thật khôn khéo. Giờ ai dám khẳng định tên nam danh Hải Hoài Linh này không ngâm tiền? Vậy bà Nguyễn Phương Hằng nói ông ngâm 14 tỷ là oan ư. Nếu oan vậy tại sao ông lại lên cúi đầu xin lỗi khán giả làm gì vậy hả tên nam danh Hải Hoài Linh kia? Còn nhớ trong cái video mà ông lên tiếng xin lỗi đó, ông cũng bị khán giả chỉ trích vì cái thái độ mỉm cười. Và bề trên trong clip, phần thân của đã khiến ông mất điểm hoàn toàn vì sự thiếu thành khẩn và thiếu tôn trọng khán giả, thiếu tôn trọng mạnh thường quân. Sự việc ngâm 14 tỷ thành danh ra trước mắt công chúng thấy rõ việc ông đi theo Võ Hoàng Yên học nghề, quảng cáo hình cho ông ta, hình ảnh video cũng ngập tràn trên mạng. Chẳng có gì cần bàn cãi việc ông im lặng bao che cho kẻ lừa đảo sức khỏe người dân cùng hiện hiện ngay trước mắt. Chính những hành động thái độ này của ông đã làm công chúng không thể nào ưa nổi Giờ người dân ghét ông cũng đáng lắm. Sự xuất hiện của ông trên sân khấu và trên sóng truyền hình mới tạo ra làn sóng tẩy chay ông dữ dội. Chứ nếu ông không có những điều tiếng trên thì chẳng một ai có thể tác động đến cây đa cây đề trong làng giải trí như ông Đồ Hoài Linh. Đến lúc này mọi sự tôn trọng tin tưởng với tên nam xanh Hải Hoài Linh đã không còn gì nữa đâu Hoài luôn Hoài luôn ạ. À. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã từng cảnh báo nếu Hoài Linh chọn đi đường pháp lý thì sẽ ảnh hưởng lớn hơn về mặt danh tiếng, hình ảnh nhưng cuối cùng thì sao? Hoài Linh vẫn chọn đi theo con đường pháp luật thay vì cầu thị lắng nghe đi theo con đường truyền thông một cách thiện chí. Hoài Linh đã thêm một lần nữa mất điểm trầm trọng trong lòng công chúng khó có thể nào cứu vãn được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tên nam xanh Hải Hoài Linh, nếu có lòng tự trọng thì nên kiểm điểm lại mình, chứ đừng nên đổ thừa, tại vì bà Nguyễn Phương Hằng mà ông ấy gánh nghiệp như ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn thông tin báo chí viết về lý do tên nam danh Hải Hoài Linh bị bà Phương Hằng gọi tên. Bài báo này nêu lý do không sai khi nguyên nhân dẫn đến việc nam danh Hải Hoài Linh bị gọi tên chính là nam danh Hải liên quan đến thần y giỏm tiếp tay PR cho một kẻ lừa đảo sức khỏe của nhân dân, nhưng lại im lặng, không hề lên tiếng bảo vệ công chúng. Vậy, thưa quý vị, lý do bà Hằng gọi tên nam danh Hải Hoài Linh vào drama này có oan hay không? Tên Nam Xanh Hải Hoài Linh là người của công chúng sống nhờ công chúng, cho ông ta viên quan hào nhoáng tiền bạc. Nhưng khi công chúng cần sự thật cần bảo vệ thì ông ta chọn cách im lặng trốn tránh. Vậy trách nhiệm của tên Nam Xanh Hải Hoài Linh này ở đâu? Đây có phải là sự vô cảm thờ ơ lạnh lùng bạc bẽo hay không? Nếu báo chí cho rằng tên Nam Xanh Hải Hoài Linh bị oan ức bị thiệt hại do bà Vương Hằng gọi tên thì cũng phải làm rõ trách nhiệm của nghệ sĩ tên nam danh Hải Hoài Linh, như vậy mới đảm bảo công bằng về mặt truyền thông. Còn về vụ ở 14 tỷ, thưa quý vị điều này rõ như ban ngày chính xác là tên nam danh Hải Hoài Linh đã ém tiền hơn nửa năm trời. Điều này không có gì cần bàn cãi nếu không ém tiền vậy tại sao? Sau khi bà Phương Hằng tố cáo, ông ta lại vội vã đi giải ngân và lên màn xin lỗi làm việc cơ chứ. Pháp luật tên nam danh Hải Hoài Linh có kẻ hở để lấp nhưng về mặt lương tâm, đạo đức xã hội, thì người dân không tha, thế nên ông ta bị khán giả tẩy chay, mỉa mai sau khi trở lại hoạt động sự nghiệp là điều hiển nhiên. Bài báo này viết tiếp, ca sĩ giật chồng để thuê Viu Anh cũng là một trong những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng nhiều lần réo gọi tên livestream. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ gây sốc liên quan đến ca sĩ giật chồng để thuê Viu Anh. Nói Viu Anh giật chồng để thuê và có quá khứ làm cái bao. Vào tháng 10 năm 2021,